Ôi, cái gì đấy? Đấy, cái gì đấy? Ui. Không phải cá đâu, không phải cá đâu. Rắn gì? Không phải cá đâu. Con rắn. Rắn á? Ở ngay dưới hồ này này. Rắn, rắn, rắn. Từ từ. Con rắn to quá. Rắn thật đấy anh Phương. Ừ, anh nhìn thấy cái đầu nó luôn mà. Ừ. Rắn đấy anh ơi. Ủa, con rắn thật sự luôn. To lắm. Có rắn dưới nước này nhỉ? Sẽ rắn nước. Ui. À đây đây. Đâu đây? Đâu Phương? Ê, đây. Công ơi. Đâu? 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 Đây. Kè đẹp thế này mà không có dẫn lên tắm nhỉ? Cũng không biết được đâu là gì em nhìn thấy kè gạch. Kè gạch làm nhà có đấy. Ý này không thấy cái kè mang gì nhỉ? Ui, đây là cái bàn thờ. Sao lại có cái bàn thờ ở đây nhỉ? Ui dồi. Bỏ bàn thờ hoa. Con xin chào tất cả mọi người ạ. Nay có mấy anh em con, mấy anh nam, mấy anh cam là nay đi tìm cây thuốc mọi người ạ. Anh mấy anh em kia thì đang trong người ốm ở nhà ở viện rồi nên không đi được, nên mấy anh em con hôm nay cũng không đi xa. Thế là bảo là đi luôn hướng mạn này, rạnh rạnh suối này là nó hay có cây thuốc mọc ở rạnh suối. Ôi giời ơi, có rồi, có đấy, đây. Ôi. To thế. Nó thò đầu lên nó đớp anh. Ở đâu đấy? Ủa kìa, nó rúc lên trên mất rồi. Ôi trời ơi. Ủa thôi. Từ từ. Ở đâu đấy? Ở trong cái khe này, đến anh lật lên có thuốc nào. Tôi có làm thế này. Từ từ. Anh ấy chứ em cái không nó chạy mất. Ui. Anh à. Ôi nó chui lên trên đây rồi. Ủa không ơi, không. Đây, em thấy rồi. Lên đây rồi. Em thấy rồi. Ấy cẩn thận, kẹp thật kẹp đây, công cũng bỏ tay ra đi, công bỏ tay ra để bỏ đá ra. Ui cẩn thận, kéo nó lăn vào chân đấy. Ôi quần kìa, ôi nó rút lên trên đây thôi. Ôi rồi kẹp anh ơi, lấy kẹp. Ôi sao lại ở đây lại có nhỉ, đang cạnh đang chơi thôi. Đúng rồi, kiểu nó cạnh chơi nó nhiều. Ôi kia kéo nó lên, đừng cho nó không kéo nó lên nữa. Bỏ cái thùng đi. Cẩn thận, hốc. Ấy, hốc. Nó nhẵn lắm, cẩn thận nhá. Mình hốc hay. Bắt đi. Cho vào. Ôi, rắn to thật đấy, ôi. Này. Đưa vào túi rồi này, còn quay lại được. Nào công ơi, một chân. Tránh ra, công tránh ra, nhanh. Các bạn, khả năng là tìm cái sách này nó lại có đấy. Tìm dọc theo lối đi này, khả năng lại có đấy. Ngon rồi mọi người ạ. Ta tính là đi tìm cây thuốc và chúng ta lại bắt ngay được con rắn. Cháu xô chân công. Sao nhỉ? Xô chân gãy chân thế, đừng rủa. Anh ơi, tìm dọc lên trên này đi. Ui, đổ lên trên này đi. Ôi, cái này chết rồi. Thôi bỏ chung thấy rồi. Chỉ có mấy viên đá to to thôi. Okay. Em nghĩ là nó ở mấy cái mạn kiểu mấy cái tảng đá to á. Đấy. Mà nó có khe rộng á. Còn như mấy chỗ như kiểu nhanh nhỏ này là không thấy đâu. Không thấy gì. Để sấp mà. Trời ơi, nước đá này không có. Sợ có rắn lắm, sợ như cậy mình đang cậy nó có rắn nó cắn vào tay. Thế phải cẩn thận hả? Anh ơi. Hả? Ui. Gì đấy? À, đây rồi. Ủa.
đây rồi. Thấy à? Ủa đây lắm gai lắm này, cẩn thận nó chọc vào chân đấy. Có thật là ui, thấy ngay đây rồi. Con này khó nhìn thật đấy. Đây nè, không nhìn rõ luôn. Anh ơi, khơi đâu? Đây, chẻo đây nhá. Đừng có lấy tay. Đầu nó lên đây thì sao ấy? Một con hay hai? Có một con ở ngay đây thì sao mà? Bắt cẩn thận nhá. Ôi giời ơi. Đây. Ôi. Cái con này nó màu gì vậy? Màu khác lắm cùng màu hôm nãy nhá. Ủa hôm nay tao trắng to rồi ở đây ấy. Ui. Quấn này được không lên được. Quấn người rồi. Cái này không lên được. Cứ thật. Ôi. Nó làm nghi mà trong cái kia. Đẹp chưa này? Làm đẹp luôn. Quấn con. Ui. Sao mà nhìn nó bành to nhỉ? Nó cứ rắn ở dưới này nhìn to mà. Ôi to ơi, anh à. Này. Anh ơi. Này. Kinh chưa? Ôi. Dã man không? Mà rắn dưới này to nhỉ? Ồ. Mà nó hình như vừa rồi nó. Ồ. Chưa? Ui rắn toàn nó rắn hăng to rồi. Cái khu này chính đỏ rắn nhiều, rắn to nhiều đấy. Công nhận, nhiều lắm. Thế thì nó phải ở lâu là lại phải mang bẫy ra rồi. Ừ. Thế nào về phải mang bẫy ra đây đúng không? Vừa hăng hết. Ai ôi, nó phi. Chà. Cẩn thận. Mày ngon thế nhỉ. Kéo cậy hết những chỗ đá này. Không, thật ra là những chỗ đá này nó dìm nó rồi, chỉ có đoạn nào có kiểu cái khe ấy anh ạ. Khe thì may đã. Dưới này có cá hay có lươn nó quẫy rồi. Cái gì? Cá hay có lươn nó quẫy ở dưới này. Chắc là cá đấy. Cá hay sao ấy? Chắc là có cá to ấy. Cá to ấy. Mò luôn. Có cá ở trong này ấy. Thế nó quấy à? Có động chưa? Quấy to lắm. Rồi, anh thấy động mạnh không? Động mạnh không? Anh thấy quấy nước kinh lắm. Cẩn thận nhá. Như cặp nong cặp nia ở dưới nước này là dễ cặp nong lắm đấy. Ghê tay đấy. Không, nó lại nướng nó vừa được không cả sột. Cá sụp thì lại ngon, nhưng mà anh sợ nó lại dính cặp nong cặp nia, nó lại cắn to ấy, khổ. Đâu rồi? Thấy vẫy lườn rồi. Bỏ đi. Tứ tạng gì? Hay lươn anh. Kéo lươn ý. Mà như to. Nhìn nó vẫy nước ý. Chứ anh thấy những người nó ghi ở mặt này. Cẩn thận tay công ơi. Vâng. Những khe đá đấy đừng có mò tay kiểu ấy, nguy hiểm lắm. Ây da. Trơn thế. Ui. Có gì không? Từ từ, đục mất nước rồi. Khả năng không có đâu. Xem nào. Nó đục thế là không thấy cá đâu. Anh. Đục quá, từ từ. Nước đục sánh này. Ôi, cái gì đấy? Đấy. Cái gì đấy? Ui. Không phải cá đâu. Rắn gì? Không phải cá đâu. Con rắn. Rắn á? Ở ngay dưới hòn này này. Rắn. Từ từ. Con rắn to quá. Rắn thật anh Phương? Ừ, anh nhìn thấy cái đầu luôn mà. Ôi. Rắn đấy anh ơi. Ủa, rắn thật sự luôn. To lắm. Có rắn dưới nước này nhỉ? Sao rắn nước? Ui. À đây. Đâu? Đâu? Phương. Ê, đây. Công ơi. Đâu? Đâu? Đây. Này, cầm với em cầm cái kẹp này. Ui. Ôi, gấp ra đi. Gấp đi. Ôi, có cá này. Đây. Đâu? Có cá sụp. Cá sụp đâu? Ai, ôi. Cẩn thận. Ai. Ôi,
hụp à? Ôi. Con này hụp à? Ôi. Ôi, con này to. Ôi, to kinh khủng. Này, bảo tao bảo mày thế. Nó quay to này mà. Con nó to lắm chứ này. Dã man nhỉ. Ui, to thế nhỉ. Thế mà lúc nãy mà kẹo bằng tay thì thôi chứ chẳng đớp gì à. Cá của Nam đây, à đúng rồi, cá của Nam đây. Cá đúng, cá của anh Nam đây mọi người ạ. Thôi luôn. Con cá siêu to luôn. Ừ, cá của Nam này phải 2 cân ấy nhờ, con này phải 2 cân ấy nhờ. Ui, to, to nhưng con này ở dưới nước, im nhỉ. Lấy túi đi anh ơi, thật, túi đi. Cái này là khả năng là anh em mình đi động nó chạy xuống. Không có khả năng. Phi xuống nước. Nói, con này khả năng cũng chỉ mới phi thôi, cũng không phải lâu thôi. Ừ. Bởi vì mình thấy nó ngụp lâu thế mà. Thế là được ba anh em à. Ui, rắn to thế nhở. Mợ đấy, công nhận, em có công nhận là rắn to, toàn rắn to nhá. Man thật đấy. Trời ơi, toàn rắn khủng vột. Mình thấy nó vây vây nhìn được cá. Ui trời ui, ui, ui nặng trịch. Không phải nói rắn đấy đẹp thật đấy. Ui, ba con này phải đến chục cân nữa. Nặng không? Nặng. Rắn rắn quá đẹp. Thế may em lại đang định bỏ rồi đấy. Em tìm. Em tưởng nếu là cá là em bỏ đấy. Thế hay là vẫn còn cá đấy. Cá. Hay vẫn còn cá nhỉ. Thì vẫn còn cá thật chứ. Thế rắn nó xuống nó bắt cá không? Cá nó vẫy. Vẫy nước rồi. Anh thấy vẫy còn... nước cũng cơ mà. Không không tính. À, mà thôi em ơi, bỏ cá đi. Rồi đi xuống ở dưới kia để hái cây thuốc đi. Ừ, cũng phải thôi. Hái cây thuốc đi, không không hái được cây thuốc với không làm được thuốc. Được. Bây giờ mình cứ đi dọc mạn này, đi xuống nếu mà đi, đi. Có may nữa thì gặp mà không thì thôi. Thôi mọi người ạ, khả năng là có ông xin phép là dừng video tại đây thôi. Bây giờ anh em bọn con sẽ tiếp tục di chuyển đi hái cây thuốc. Đấy. Nên nói chung là hôm nay là anh em bọn con chỉ tập trung là đi hái thuốc là chính thôi, cũng không phải là đi săn bắt nhiều. Đây là cũng là may mắn của anh em bọn con này. Làm ngay ba con rắn to đùng. Rắn đẹp thật đấy. Thôi, mọi người xem video thì nhớ ủng hộ anh em bọn con nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Con chào mọi người ạ. Chào mọi người ạ. Thôi anh ơi, đi đi. Thôi đi đi. Đi đi. Yeah.